Chào mừng quý vị đã đến với bản tin chuyển động nhân văn của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình tổng hợp các tin tức, sự kiện, hoạt động nổi bật của trường trong tuần vừa qua, được phát sóng vào lúc 12 giờ trưa Chủ nhật hàng tuần trên kênh YouTube Người Nhân Văn. Hôm nay là Chủ nhật ngày 30 tháng 10, chuyển động nhân văn tuần này sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn tổ chức hội thảo quốc tế Khoa học Xã hội và Nhân văn năm 2022. Nhà trường phối hợp cùng các đối tác tổ chức hội thảo quốc tế Engaging with Vietnam lần thứ 13. Phòng đối ngoại và quản lý khoa học tổ chức lớp tập huấn kỹ năng viết và công bố bài báo khoa học quốc tế. Đại diện nhà trường làm việc với Đại học Fraser Valley, Canada. Hội thảo khoa học tôn giáo, nguồn lực phát triển Đông Nam Bộ được tổ chức tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Vòng bán kết giải thưởng Eureka lĩnh vực xã hội nhân văn được tổ chức tại Hội trường Văn khoa. Lễ ký kết tài trợ dự án văn hóa lịch sử, nghiên cứu, sưu tầm, xuất bản và lưu giữ những giá trị văn hóa lịch sử của người Chăm Việt Nam. Trung tâm Sơ Ân Đông triển khai đề án là văn hóa du lịch cộng đồng Long Thủy tại thành phố Tuy Hòa, Phú Yên, Hội thảo quốc tế khoa học xã hội và nhân văn năm 2022 đã khai mạc vào sáng ngày 26 tháng 10 tại Hội trường Văn khoa. Hội thảo do Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cùng tổ chức Engaging with Việt Nam phối hợp tổ chức. Hội thảo đã thu hút gần 1.000 đại biểu tham dự cho phiên toàn thể và các phiên tiểu bang tham dự lễ khai mạc và phiên toàn thể. Về phía Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh có sự hiện diện của Phó Giáo sư, Tiến sĩ Ngô Thị Phương Lan, Hiệu trưởng nhà trường tiến sĩ Phan Thanh Định, tiến sĩ Lê Hoàng Dũng, tiến sĩ Phạm Tấn Hà, phó hiệu trưởng cùng đông đảo quý thầy cô, các nhà nghiên cứu, các bạn học viên cao học và nghiên cứu sinh đang công tác và học tập tại trường. Về phía tổ chức IWV có sự hiện diện của giáo sư Phan Lê Hà, nhà sáng lập tổ chức Engaging with Việt Nam, giáo sư đại học Brunei Darussalam, giáo sư danh dự đại học University College London Anh Quốc, phó giáo sư tiến sĩ Liam Kelly, đồng sáng lập Engaging with Việt Nam, giáo sư đại học Brunei Darussalam cùng các nhà nghiên cứu khác. Phát biểu khai mạc tại hội thảo, Phó giáo sư tiến sĩ Ngô Thị Phương Lan, hiệu trưởng nhà trường cho biết, Hội thảo quốc tế khoa học xã hội và nhân văn 2022 không chỉ đơn thuần là một diễn đàn khoa học, mà xa hơn, đây là một không gian học thuật quốc tế sống động với những tương tác đa chiều với các bên liên quan, thể hiện đúng vai trò của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn như một đơn vị đầu tàu trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn ở phía Nam với giá trị cốt lõi, sáng tạo, dẫn dắt, trách nhiệm và đúng với tôn trị của tổ chức Engaging with Vietnam là đối thoại cởi mở, liên ngành và xuyên văn hóa. Hội thảo bắt đầu với phiên toàn thể về chủ đề Nhạc Jazz ở Việt Nam, lịch sử phát triển và những đóng góp về mặt học thuật do tiến sĩ Stan B. Stan giáo sư tiến sĩ Phan Lê Hà và phó giáo sư tiến sĩ Liam Kelly chủ trì, nghệ sĩ ưu tú Quyền Văn Minh, thạc sĩ nghệ sĩ Quyền Thiện Đắc và nghệ sĩ Hoàng Xuân Tùng cùng tham gia thảo luận và trình diễn nhạc. Ở phiên tiểu bang buổi chiều, hội thảo được chia làm 3 phiên, mỗi phiên gồm 7 tiểu bang với các đề tài đa dạng trải dài khắp các lĩnh vực xã hội nhân văn, triết học, văn học, ngôn ngữ, văn hóa học, giáo dục học, xã hội học, tâm lý học, thư viện, lịch sử, quan hệ quốc tế, châu Á học, nhân học, du lịch, ngữ văn Anh, Việt Nam học, vân vân. Tại các tiểu bang, các nghiên cứu sinh, học viên cao học tham dự đã đặt ra nhiều vấn đề thảo luận chuyên sâu, các góc nhìn, quan điểm khoa học có phần tương đồng lẫn khác biệt. Hội thảo quốc tế khoa học xã hội và nhân văn 2022 là hội thảo sau đại học thường niên của nhà trường, là nơi các học viên cao học và nghiên cứu sinh, giảng viên trong và ngoài trường chia sẻ, trao đổi các kết quả nghiên cứu, tạo môi trường giúp kết nối tri thức, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cũng như khẳng định vị thế của nhà trường trong quá trình hội nhập và phát triển với vai trò là trường đại học định hướng nghiên cứu. Sáng ngày 27 tháng 10, hội thảo quốc tế kết nối Việt Nam đối thoại liên ngành Engaging Quý Việt Nam lần thứ 13 đã được diễn ra tại hội trường Văn khoa. Chủ đề hội thảo năm nay là Knowledge Production in the Age of Metric and Global Rankings. Hội thảo được tổ chức bởi Engaging with Vietnam, phối hợp với Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Futech Trung tâm Nghiên cứu Hòa nhập Giáo dục và Xã hội Đại học Nam Úc, và nhóm nghiên cứu giáo dục quốc tế và so sánh tại Đại học Brunei Darussalam. Hội thảo có tổng cộng 35 phiên tiểu bang, thu hút nhiều bài báo cáo chất lượng của các nhà nghiên cứu, nghiên cứu viên đến từ hơn 20 quốc gia khắp nơi trên thế giới một số bài tham luận tiêu biểu về các lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn được báo cáo ở phiên toàn thể và các phiên tiểu bang như nhạc jazz ở việt nam lịch sử phát triển và những đóng góp về mặt học thuật phản ánh về phương pháp luận các mục tiêu phát triển bền vững và nhiệm vụ xuất bản kiến thức và dịch thuật xu hướng rời thành phố về nông thôn khởi nghiệp của thanh niên khu vực miền nam việt nam thích nghi văn hóa trang phục của người ả rập tại thành phố hồ chí minh Hội thảo kết nối Việt Nam được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2010 tại Melbourne, Australia. Cho đến nay, hội thảo kết nối Việt Nam đã trải qua 13 lần tổ chức thành công với nhiều đối tác tham gia và tại các quốc gia khác nhau bao gồm Úc, Việt Nam, Hoa Kỳ, Hà Lan, Nhật Bản. Hội thảo lần thứ 13 được tổ chức từ ngày 26 đến 28 tháng 10 tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại quốc gia thành phố Hồ Chí Minh và từ 29 đến 30 tháng 10 tại Trà Vinh. Sáng ngày 24 tháng 10, Phòng Đối ngoại và Quản lý Khoa học đã tổ chức lớp tập huấn, kỹ năng viết và công bố bài báo khoa học quốc tế dành cho viên chức, người lao động nhà trường. Các cá nhân tham gia buổi tập huấn là viên chức và người lao động có bài nghiên cứu dự kiến công bố tại các tạp chí khoa học quốc tế để phục vụ chương trình đào tạo, đóng góp vào thành tựu nghiên cứu khoa học chung của nhà trường, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và nâng cao uy tín khoa học cá nhân. Buổi tập huấn với sự hướng dẫn qua hình thức trực tuyến của Phó giáo sư Joe Window. Trung tâm Nghiên cứu Hòa nhập Giáo dục và Xã hội Đại học Nam Úc. Cùng với đó, có sự hiện diện của đội ngũ trợ lý trực tiếp của Engaging with Việt gồm tiến sĩ Monino Roshid, Đại học Brunei Darussalam, tiến sĩ Phùng Hà Thanh, Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội, nghiên cứu sinh Lê Nguyễn Hoàng Giang, Đại học Rock, Canada. Buổi tập huấn đã trang bị những kiến thức và kỹ năng cần thiết cho người tham dự về những vấn đề liên quan đến hoạt động nghiên cứu khoa học và công bố quốc tế, như xác định được trọng tâm nghiên cứu, lập bản đồ hiện trạng, và phát triển một kế hoạch viết bài, xác định và tìm hiểu tạp chí dự định đăng bài và chuẩn bị bài đăng theo quy trình đăng bài của họ, kỹ năng phản hồi tạp chí như những điều cần làm khi bài đăng bị từ chối, cách thức giải trình các yêu cầu sửa đổi bài viết, vân vân. Ngoài ra, phó giáo sư, tiến sĩ Troy Window cũng đã giới thiệu các nhà xuất bản học thuật được công nhận và các hoạt động mà nhà xuất bản có thể cung cấp, hỗ trợ các tổ chức và tác giả. Sáng ngày 24 tháng 10, đại diện nhà trường đã có buổi làm việc với đại diện trường đại học Fraser Valley Canada để bàn về các vấn đề hợp tác đào tạo giữa hai trường trong thời gian sắp tới. Tại buổi họp, về phía nhà trường có sự hiện diện của tiến sĩ Lê Hoàng Dũng và hiệu trưởng nhà trường, tiến sĩ Phạm Thị Bích Ngọc, phó trưởng phòng đối ngoại và quản lý khoa học, tiến sĩ Triệu Thanh Lê, trưởng khoa báo chí và truyền thông, thạc sĩ Đoàn Hiên Anh, đại diện trung tâm đào tạo quốc tế về phía trường đại học Fraser Valley, có sự tham dự của tiến sĩ Jam Mandigo, phó hiệu trưởng và phó giáo sư David McGuire. Trong khuôn khổ buổi làm việc, đại diện hai trường đã trao đổi về các vấn đề liên quan đến các chương trình đào tạo có thể liên kết trong thời gian sắp tới ở một số ngành khoa học xã hội và nhân văn như báo chí truyền thông, lịch sử, địa lý, tâm lý học. Các chương trình đào tạo liên kết nhằm mở ra cơ hội học tập đến sinh viên, học viên cao học trong tương lai. Tiến sĩ Lê Hoàng Dũng cho biết, Nhà trường luôn sẵn sàng chào đón các sinh viên từ Canada sang trao đổi, tiếp cận và học tập ở Việt Nam, cũng như mong muốn đưa sinh viên của trường được trao đổi tại môi trường quốc tế. Nhà trường sẽ tạo ra những điều kiện tốt nhất cho sinh viên được học tập, nghiên cứu, trao đổi tại Canada nói chung và Fraser Valley nói riêng. Đại diện trường Đại học Fraser Valley Canada cũng mong muốn hợp tác thảo luận kỹ hơn các vấn đề về đào tạo cũng như đề xuất các chương trình học bổng hỗ trợ sinh viên quốc tế, đặc biệt dành cho sinh viên trường đại học khoa học xã hội và nhân văn đến học tập tại đại học Fraser Valley. Hàng năm, đại học Fraser Valley luôn tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên quốc tế về nơi lưu trú, việc làm thêm khi đến học tập và rèn luyện tại đất nước Canada. Sáng ngày 28 tháng 10, Trung tâm nghiên cứu tôn giáo đạo đức phối hợp cùng khoa nhân học tổ chức hội thảo khoa học tôn giáo nguồn lực phát triển Đông Nam Bộ tại phòng D201, D202. Với sự đồng hành của Viện Phát triển Chiến lược Đại học Thủ dầu 1, hội thảo đã nhận được sự quan tâm của nhiều tổ chức, cá nhân. Tham dự hội thảo có lãnh đạo vụ công tác phía Nam Ban Dân vận, Ban Tuyên giáo, Ban Tôn giáo cũng như Ban Công tác phía Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, lãnh đạo Ban Dân vận tỉnh ủy Đồng Nai, Ban Tôn giáo Đồng Nai, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tỉnh Bình Dương, lãnh đạo các tổ chức tôn giáo tại Việt Nam, cùng lãnh đạo Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn trường đại học thủ dầu một các giảng viên nhà khoa học nghiên cứu sinh học viên cao học sinh viên hội thảo nhằm hướng tới mục tiêu nhận diện những giá trị thế mạnh nổi bật của các cộng đồng tôn giáo ở đông nam bộ đối với sự phát triển vùng đất này trước nay cung cấp thêm cơ sở khoa học về lý luận nghiên cứu tôn giáo nói chung cũng như đề xuất chính sách để phát huy vai trò của tôn giáo đối với công cuộc xây dựng phát triển và bảo vệ tổ quốc hiện nay góp phần làm rõ hơn vai trò của tôn giáo trong việc đóng góp vào sự phát triển đông nam bộ hiện nay sau khi trình bày 6 bài tham luận và trải qua các phiên thảo luận cùng các nhà nghiên cứu chuyên môn, các bậc học giả tôn giáo, hội đồng đã khá quát một số ý kiến như sau. Về mặt lý luận, tôn giáo cũng là một vốn xã hội, là căn nguyên để phát huy nguồn lực vào quá trình hội nhập phát triển. Về mặt thực tiễn, các tôn giáo đều hướng tới hộ quốc an dân, sống đúng quốc ân trong lòng dân tộc. Tôn giáo đã có những đóng góp tích cực, phong phú vào đời sống xã hội. Ngoài ra, nguồn lực tôn giáo cần được phát huy, triển khai ở khía cạnh chủ quan của tôn giáo như thay đổi, chấn hưng trong phương thức hành đạo, hướng tới việc phục vụ cộng đồng. Mặt khác, về phía mặt trận, các cơ quan liên quan cũng cần có cơ chế môi trường phù hợp với đặc thù của các tôn giáo. Sáng ngày 29 tháng 10, tại hội trường Văn khoa đã diễn ra vòng bán kết giải thưởng ORECA lĩnh vực xã hội nhân văn với sự tham gia của nhiều đội thi sinh viên đến từ các trường đại học cao đẳng. Vòng bán kết được diễn ra theo hình thức trực tiếp và trực tuyến với sự tham dự của ban tổ chức, hội đồng ban giám khảo, đại diện trường viện nghiên cứu, giảng viên và toàn thể thí sinh của các đội thi, cổ động viên. Phát biểu khai mạc buổi lễ, đồng chí Đoàn Kim Thành, Giám đốc Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ trẻ, trưởng ban tổ chức giải thưởng Eureka khẳng định, đây sẽ là hành trang cho các bạn sau khi ra trường để tiếp tục với tinh thần khám phá, tinh thần nghiên cứu, tinh thần Eureka như cách các bạn lựa chọn và giải quyết những vấn đề trong công trình nghiên cứu của mình ngày hôm nay. Đại diện nhà trường, tiến sĩ Lê Hoàng Dũng, và hiệu trưởng cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của những nghiên cứu ở lĩnh vực xã hội và nhân văn. Đồng thời, thầy cũng gửi lời chúc đến toàn thể thí sinh sẽ thực hiện thật tốt phần thi hôm nay. Bắt đầu vòng thi bán kết, các đội thi được chia thành từng nhóm, thuyết trình và trả lời câu hỏi của ban giám khảo. Đối với nhóm thí sinh ở các tỉnh thành ngoài thành phố Hồ Chí Minh, ban giám khảo sẽ chấm qua hệ thống trực tuyến. Trong số 176 đề tài thuộc lĩnh vực xã hội nhân văn tham gia vòng bán kết đến từ 45 trường ban giám khảo sẽ chọn ra 10% đề tài tham dự vòng chung kết. Hội đồng ban giám khảo sẽ học kín và công bố kết quả sau đó. Ngày 25 tháng 10 vừa qua, tại Hà Nội đã diễn ra lễ ký kết thỏa thuận tài trợ dự án văn hóa lịch sử của Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup cho dự án, nghiên cứu, sưu tầm, xuất bản và lưu giữ những giá trị văn hóa lịch sử của người chăm Việt Nam do nhà trường chủ trì. Phó giáo sư, tiến sĩ Trương Văn Bón làm chủ nhiệm. Lễ ký kết có sự tham dự của Phó Giáo sư, Tiến sĩ Ngô Thị Phương Lan, Hiệu trưởng Nhà trường, đại diện của tổ chức chủ trì dự án. Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trương Văn Món, chủ nhiệm dự án. Phó Giáo sư, Tiến sĩ Khoa học Phan Thị Hà Dương, Giám đốc điều hành Quỹ đổi mới sáng tạo Vingroup. Dự án tiến hành nghiên cứu, sưu tầm, biên tập, bổ sung tài liệu chỉnh sửa bản thảo để tiến hành xuất bản 3 bộ sách liên quan đến di sản văn hóa chăm. Không chỉ góp phần bảo tồn, lưu giữ hệ thống di sản văn hóa, mà còn giới thiệu bức tranh tổng thể về di sản văn hóa của người chăm Việt Nam góp phần giải mã những bí ẩn trong giới khoa học hiện nay. Lễ ký kết nằm trong khuôn khổ chương trình lễ công bố và sơ kết các dự án khoa học công nghệ và văn hóa lịch sử năm 2022 của quỹ đổi mới sáng tạo VinGroup. Sau 4 năm, quỹ đã tài trợ 102 dự án khoa học công nghệ với tổng kinh phí trên 530 tỷ đồng. Song song với tài trợ dự án khoa học công nghệ, quỹ đổi mới sáng tạo VinGroup đã khởi động chương trình lưu giữ các giá trị văn hóa lịch sử năm 2021 nhằm bảo tồn giá trị văn hóa Việt. Và hỗ trợ các nhà văn hóa thực hiện các dự án ấp ủ của mình. Sau 2 năm triển khai, Vinif đã tài trợ 8 dự án và 13 sự kiện phối hợp với hơn 34 đơn vị tổ chức như các đại sứ quán, viện nghiên cứu, trường đại học, nhà xuất bản. Trong 2 ngày từ 18 đến 19 tháng 10 năm 2022, Trung tâm Phát triển Nông thôn Sơn An ân Đông đã có buổi làm việc phối hợp với Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông thành phố Tuy Hòa triển khai đề án làm văn hóa du lịch cộng đồng Long Thủy. Trong buổi làm việc Tiến sĩ Ngô Thị Thu Trang, Phó Giám đốc trung tâm đã có những trao đổi và thảo luận với các cán bộ chuyên trách phòng ban có liên quan về các nội dung quy hoạch hạ tầng và cảnh quan nhằm phát triển cơ sở hạ tầng của làng văn hóa cộng đồng một cách đồng bộ. Đồng thời, trong buổi làm việc với người dân trên địa bàn xã Long Thủy về những kế hoạch triển khai mô hình làng văn hóa, người dân đã có những trao đổi, góp ý vô cùng thiết thực về hiện trạng về nguồn lực và lợi thế của cộng đồng khi tham gia vào hoạt động du lịch, đặc biệt Vấn đề môi trường là một trong những vấn đề mà người dân chú trọng và có những ý kiến nhằm khắc phục thực trạng rác thải tại bãi biển. Việc triển khai mô hình làm văn hóa du lịch cộng đồng Long Thủy sẽ là bước đầu cho việc phát triển được lợi thế sẵn có của địa phương, từng bước góp phần thu hút được nguồn nhân lực và phát triển kinh tế thông qua phát triển du lịch. Trung tâm phát triển nông thôn Sơ Man ân Đông đồng hành cùng địa phương, từng bước để xây dựng đề án làm văn hóa du lịch cộng đồng Long Thủy trở thành một trong những điểm nhấn trong hoạt động du lịch cộng đồng đối với xã Long Thủy nói riêng và thành phố tùy hòa nói chung. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin chuyển động nhân văn tuần này. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Và đừng quên đăng ký theo dõi kênh YouTube Người Nhân Văn để biết thêm những thông tin mới nhất về trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn trong thời gian sắp tới. Tôi là Hoa Nguyễn, tôi là Mai Trâm. Xin, xin chào tạm biệt và hẹn, hẹn gặp lại trong chương, chương trình tuần sau.